Bà Bóng Phở xin chào cả nhà thân thương. Bà Bóng Phở đang ở đây, đó là con đèo Nà Tền. Đây có thể nói là con đèo nhiều tầng nhất Việt Nam luôn. Những con đèo nhiều tầng như thế này có thể nói là một trong những đặc sản của Bảo Lạc Cao Bằng. Bởi vậy nên bà Bông Phở mới nói là bà Bông Phở đã ngán cua núi đá rồi. Về Sài Gòn thôi. Đây, nhà xe Tùng Mai cũng tò mò dừng lại chụp hình hai con lạc đà này. Ôi, bữa nay lần đầu tiên thấy, tức cười quá à. Không ngờ cũng có lạc đà. Ý, cận cảnh hơn xíu coi. Ôi, bà lạc đà, bà đưa cái cổ lên, không có khác gì á, cái quả núi luôn á. Đưa cái cổ lên lại như hồi nãy cái coi. Ngóng cái gì đó? Ngóng cái gì đó? Ồ, bà dương cái cổ ra bà ăn kìa. Dễ ghét không? Ý, đừng có lại gần tôi chứ. Ý, quen nha. Trời ơi, bà đang đứng gần tôi lắm luôn á, trời ơi. Quen nha. Bà ăn thấy ghét chưa? Ý hả? Ôi, mấy ba mấy em lạc đà nha. Đây, con đường vách đá đổ hụt. Hang thật sự ở trong khung hình của chúng ta, nó ngay trong tầm mắt luôn. Cho nên là rất là nhiều du khách ấn tượng và tò mò phải leo lên cái con đường này để check in. Đó, chúng ta thấy không? Đâu phải flycam đâu. Con đường nó lên đấy. Con đường đi lên đấy. Bây giờ thì chúng ta đang đi xuống. Chúng ta đang xuống đèo Cao Bắc. Cái con đèo mà chúng ta thấy ở trong khung hình rất là nhiều. Bà Bóng Phở hay quay ha. Và đây, quốc lộ Cao Bắc. Trên núi luôn á. Cả nhà ơi, đây là một cái ruộng lúa nương. Nghĩa là lúa trên núi nè, không có nước gì hết trơn á. Nó cao tới ngực anh Thi luôn ha. Sao không có nước mà trồng được hay quá vậy anh Thi? Nó có mấy ba kiểu trồng lúa nương này. Một là trồng theo hốc kiểu này. Cuốc xong là bỏ xuống hốc. Hai là vãi. Vãi ra. Giống như ruộng vậy đó. Vãi ra thì nó khác mọc ấy. Còn thứ tư nữa là làm thứ ba nữa là làm thành luống. À. Luống này làm luống này là ta phải rải đi là nó mọc thành luống đấy. À, nhưng mà ở đây thấy có vẻ thành luống vậy. Kìa, thành luống kìa. Nó không thành khóm này. Ừ. À, đấy, đây là thành khóm này. Thành khóm này. Giống cái gì? Thơm ghê á. Ra không đúng mùa. Mà sao không có nước mà nó vẫn sống được hay quá ha. Từ lúc gieo trồng cho tới lúc như vậy luôn thu hoạch là không hề có nước hả anh Thi? Không. Vậy có nước mưa trời chứ ha? Ờ, đẩy mưa. Nước mưa trời nhưng mà nước ở đây nó không, cái ruộng ở đây nó không giữ nước hả? Người ta không làm theo cách để giữ nước được hả? Đúng không ạ? Ừ. Nó ngọt hơn đúng không ạ? Ngọt hơn. Nó ngọt gạo hơn. Mà cái gạo này mà là đồ lên ấy, thì để rất là lâu. À, nó không có hư. Không hư gì cả mà nó không nhão ấy. Cái tỷ lệ, không, vậy không nó có khô mà nó dẻo mới ngon chứ? Dẻo. Ô, nó vẫn dẻo. Dẻo. Wow. Để lâu ngày. Làm đồ sôi lên để mấy ngày là vẫn cứ dẻo. Ừ, lúa bị lép nhiều quá ha. Đó là do năm nay mưa trễ mà. Chắc là bà con trồng cái đúng lúc nó ra. Đúng lúc nó ra kết trái thì lại không có mưa. Đó,
ngọn lúa cao hơn dãy núi, chúng ta thấy không? Tạm biệt lúa nương, chúng ta lại tiếp tục leo núi hướng về đèo Nà Tần. Nhưng mà tới Lũng Mật trước cái đã rồi mới tới Nà Tần. Trời ơi, đây là rõ ràng là một con đèo, nhưng mà ở Bảo Lạc thì nó chỉ được là con đường mà thôi, nó không có cửa để được gọi là đèo. Tức cười quá ha, trên núi này nhiều chuyện lạ quá. Núi kia mới đẹp đấy. Rồi bây giờ chúng ta đã bắt được xuống núi rồi. Tạm biệt lúa nương thì cũng là những cái quả đồi núi khổng lồ, đẹp lắm cả nhà ơi. Những quả núi không thể to hơn. Để mà bỏ quay mình rộng đi. Đó, cái này là người ta trồng ngô hết đó cả nhà. Ngô người ta đã thu xong rồi, và bây giờ nó từng mảng như là một bức tranh đa sắc màu. Bò bóng phở cũng mê cung đường này lắm, cũng nhiều du khách cũng mê. Đây là cái cung đường mà chúng ta đi từ Xuân Trường, từ đèo 14 tầng đi về hang Bác Bó nha. Đây là một cái điểm, một trong những cái địa điểm du lịch đó. Nên là mới vừa đi cũng hơi rầu vì trời mưa, nhưng mà không ngờ là đã được nắng lên lại rồi. Đây bên trái chúng ta là trường Lũng Mộc đó. Điểm trường Lũng Mộc. Có một căn nhà giữa những cái thửa ruộng vàng, đẹp ghê chưa? Đó, ngay bên đường chúng ta dễ dàng thấy luôn á. Mấy ông nhóc. Chúng ta lại tiếp tục tiến về hướng đèo Nà Tần. Bây giờ thì bò bóng phở sẽ bắt đầu bay flycam từ cái chỗ cách Bảo Lạc 33 cây số. Đó là chiều ngược lại thôi, chứ còn cái chiều mà chúng ta đi á là nó ghi là Cần Yên 11 cây số nữa. Cả nhà ơi, ở đây có một cái cây cổ thụ rất là đẹp, và đặc biệt là cái nhà mà hồi nãy bà con phở nói đó, nó lại là chính ngay cái góc này luôn. Đẹp ghê á. Ồ, cái bản làng này đẹp quá cả nhà ơi. Đây là mới có mùa, mới bắt đầu mùa vàng thôi nha. Còn xanh nhiều đó, nó chưa có vàng rực hết á. Đẹp quá. Wow, quá xa đẹp. Có lẽ đây cũng là bản làng của người Dao. Wow, đẹp chưa? Wow, một bức tranh đẹp quá. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bay về đây để chúng ta quan sát cái đèo Nà Tần cả nhà ha. Là cái khúc này là cách Bảo Lạc 33 cây số nha cả nhà. Đây là bản gì bà bóng phở cũng không biết nữa. Lũng Mật. À, đi ra đây là Lũng Mật. Đây. Đó, quá đẹp chưa? Trời ơi. Đây có một cái góc nhìn. Cuối cùng thì bà bóng phở cũng được chạm vào cái nhà này qua flycam. Đó, hồi nãy bà bóng phở chỉ cho cả nhà mình đó. Đây. Wow. Sao nó đẹp dữ vậy nè. Thêm cái ánh nắng buổi chiều, gọi là nhân phẩm tốt nữa. Đây. Bọn phở đang bay thấp hơn 10 mét luôn đó. Wow, đẹp quá. Chụp tấm hình đó. Quá xa đẹp. Một căn nhà ngay cái ruộng bậc thang luôn. Ngay xung quanh là ruộng. Đẹp quá. Bây giờ không lẽ cứ quay quanh nó hoài thì các cứ đứng, muốn đứng nhìn nó thôi. Bọn phở đang để âm độ tới 38 mét luôn đó. Nó đẹp chưa? Căn nhà này đẹp nhất mà chúng ta trên đường để chúng ta dễ dàng thấy nó. Ấn tượng lắm. Đây.
quá xa đẹp. Nhà này có vẻ là nhà của người Nùng nha. Ừ. Đúng không? Wow, cái góc này trời ơi, một cái dãy núi răng cưa phía sau kìa cả nhà ơi. Rụng tim chưa? Wow. Cuối cùng thì bọn ông Phở cũng phải bay cận căn nhà luôn rồi. Ghiền đến độ mà không thể nào mà quay toàn cảnh cái căn nhà này được. Rồi, chúng ta quay toàn cảnh và xa dần thôi. Về thôi. Đẹp quá. Đây, một cái dãy núi răng cưa phía sau. Không thể đẹp hơn. Tí má ơi. Đẹp xíu chưa? Đó. Non nước Cao Bằng. Chắc có lẽ cũng là đây chứ đâu. Bây giờ thì chúng ta cùng ngắm cái thửa ruộng bậc thang của cái gia đình này. Để quay dưới kia nữa là kịp đấy. Không kịp rồi, 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 bây giờ thì chúng ta cùng đi về thôi cả nhà. Wow, đẹp quá. Mê ly luôn. Cây cổ thụ chúng ta cũng không thấy nữa đâu luôn rồi. Có dây điện nha, nguy hiểm á. Bây giờ bà Quán Phở đã tới được cái cây cổ thụ đây. À, chúng ta cùng ngắm cái cây cổ thụ rồi về ha. Đó, cái cây cổ thụ và ba cái thửa ruộng bậc thang. Nó cứ ẩn ẩn chìm chìm. Nó làm rất là hấp dẫn. Đó. Mê nhất là bà con còn giữ được cái cây cổ thụ như thế này. Rất là quý giá lắm luôn. Đẹp chưa? Wow. Đẹp quá. Mê nhất là những cái cây cổ thụ. Bây giờ mình bắt đầu vô đèo Nà Tền hả anh Thôi? Đây, bà bóng, chúng ta đã thấy bà bóng vỡ rồi đúng không? Chiếc xe hơi thì chúng ta dễ quan sát hơn ha. Dễ quan sát hơn là chiếc xe máy. Xíu 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 à. Do có nhiều dây điện cho nên bà bóng phở sợ không an toàn. Vô chưa anh Thi? Vô đèo chưa? À vô đèo rồi, chút nữa mình lên. Chỉ có đi xuống thôi đúng không ạ? Chỉ có đi xuống cho nên bà bóng phở phải hạ thấp độ cao đi. Wow, rồi cái khung cảnh đèo đã xuất hiện rồi. Đây, bây giờ bà bóng phở mời các bạn chúng ta cùng đi qua con đèo Nà Tền. Đây, bà Quán Phở đã xuất hiện trong phong hình của chúng ta rồi đó. Nhưng mà chờ một xíu đi. Bởi vì bà Quán Phở đi quanh qua đây. Xong rồi bà Quán Phở cũng quanh qua lại thôi mà. Đó. Bà Quán Phở nhỏ như là con kiến vậy. Wow. Lúc này chúng ta nhìn tưởng quả núi nhưng mà thực ra nó là cái cây nha cả nhà. Đó. Một xíu thôi, bà Quán Phở cua lại. Thì chúng ta sẽ bắt đầu bọn phải chơi cho máy bay đi đường tắt á. Chúng ta sẽ được đi. Đây, có một chiếc xe đi ngược chiều lại bọn phở đó, xe màu trắng đó. Xin chào chiếc xe. Lúc này chúng ta thấy ruộng lúa chưa được chín vàng ha. Xin chào. Dây điện này nguy hiểm quá ta. Để bà không phải đi theo bà không phải vậy đi cho nó an toàn. Quay về sợ nhất là dây điện. Ta bay thấp một xíu đi. Xe lên tới luôn.
anh Thi giúp bầu bán phở. Anh Thi đây. Rồi em cảm ơn anh Thi nhiều nha. Về đây bầu bán phở về bằng đi Cao Bằng bằng xe này. Bầu bán phở đó lên xe rồi cả nhà. Chuyến xe này xuất phát ở Xuân Trường ngay thung lũng Xuân Trường đó là 3 giờ. Nhưng mà hồi nãy bầu bán phở đó ngay chỗ đèo á là khoảng 3 giờ 25 phút. Khoảng dự kiến là khoảng 6 giờ rưỡi là sẽ tới thành phố Cao Bằng. Cả nhà ơi, bầu bán phở không có ngờ là ở Xuân Trường có nhiều chuyến xe đi lên thành phố Cao Bằng như vậy luôn á. Chuyến xe này là đi 3 giờ nhưng mà bầu bán phở muốn là bay flycam ở cái đèo Nà Tền một lần nữa. Hôm trước bay nó chưa được lúa vàng. Cho nên là bầu bán phở nhờ anh Thi chở bầu bán phở đi lên tới đây rồi xong rồi mới đón xe từ cái đèo này. Bây giờ thì chắc có lẽ nhiều người trong chúng ta phải công nhận Bảo Lạc, đặc sản của Bảo Lạc đó chính là cua. Nhưng mà không phải cua Cà Mau mà là cua núi đá. Trời ơi, chúng ta thấy nó rất nhiều con đèo không tên. Bảo Lạc là con đèo vô danh bởi vì ở đây người ta cứ gọi là đường thôi, nhưng mà đường chính là đèo. Còn ở miền Xuôi chúng ta cái đèo có chút xíu cũng gọi là đèo, cũng có tên. Còn những con đèo ở đây nó quá ư là nhiều cho nên là nó thành vô danh, đặt tên không có hết luôn. Cả nhà ơi, bây giờ là 5 giờ thì đây là tới Thông Nông, thị trấn Thông Nông. Hôm nay là chợ phiên mới đông đúc vui nhộn vậy đó. Đó. Bây giờ thì cùng tiếp tục hành trình đi về thành phố Cao Bằng thôi. Và đây là nhà xe Thanh Ly. Đây, bây giờ bà bóng phò cũng chuẩn bị lên xe rồi. 8 giờ 20 là xe chạy, còn 3 phút nữa thôi. Rộng ơi là rộng. Nó rộng hơn ai mà đi xe giường đôi ở Đà Lạt rồi. Nó thu xa cái xe này ở Cao Bằng nha. Sạch sẽ vô cùng luôn. Ngon lành chưa đó, tỷ lắm luôn. Và hồi nãy nha, khách đi lên hết rồi ha, lấy mấy hốc bụi hốt sạch sẽ cái chỗ em trai ngồi á. Kỹ không thể tưởng, đố ai mà đem được cái gì lên xe. Đây là cái laptop đem mà còn bị căng nhăn đó. Không có cho đem laptop lên đâu. Không có cho đem cái gì ở trên luôn á. Tới sân bay luôn rồi. Mấy giờ là bay? Dạ 7 giờ 20 mới bay. Lâu rồi. Lấy chai nước chưa? Lấy chai nước của mình chưa? Dạ rồi ạ. Cảm ơn. Ra đây. Cả nhà ơi, như vậy là xe tới sân bay lúc 4 giờ 15 phút. Xe chạy là khoảng 8 giờ rưỡi. Mình phải có mặt ở xe trước 8 giờ 20 phút tối. Đây, bây giờ bọn phở check in đây. Còn sớm quá 3 tiếng. Cho nên là bọn phở chưa check in được. Người ta chỉ check in được khi mà 2 tiếng nữa mới bay thôi. Bọn phở bay chỉ 7 giờ 20. Cho nên bây giờ bọn phở mới ngồi quán cà phê một xíu. Bây giờ sớm vậy nha, nhưng mà cái quán này á, người ta đã phục vụ phở rồi, rất là nhiều người ăn phở. Nhưng mà bà bán phở là người bán phở, nhưng mà bà bán phở nói thế này: buổi sáng á, chúng ta đừng có nạp năng lượng cho phở, là không phải là thức ăn cho bộ não. Thức ăn cho bộ não là đường và tinh bột mà thôi. Cho nên là bà bán phở chỉ uống một ly cam vắt. Ở đây giá bán cho một cái tô phở là khoảng 150.000, còn cho một ly cam vắt thì cũng khoảng 100.000 đó. Cho nên là tô phở lựa chọn cho bộ não, ăn nhẹ nhàng đơn giản luôn. Đây, cam vắt đã tới rồi. Cảm ơn em nhiều ạ. Mà chúng ta đã công nhận là cái nhà xe này thích không? Lúc mà lên thì chắc hẳn là nhiều người trong chúng ta nếu mà nó mới lên lần đầu sẽ rất là khó chịu vì cái sự khó tắm của bác tài, mà đặc biệt là bác tài này nè. Lần nào bà bóng phở đi cũng biết xong gặp bác tài này không mà rất là khó chịu, đem laptop thêm bác còn liếc nữa. Phải xin mấy lần trước giờ quen rồi á, liếc thôi. Chứ còn lần trước lại hả, còn không cho lên luôn á. Nhưng mà năn nỉ thì cho. Chính vì cái sự khó của bác tài mà mọi thứ nó được chỉnh chu hết, cho chúng ta rất là thoải mái khi mà chúng ta được ngủ một giấc trên chiếc xe rất là sạch sẽ, thơm tho cả nhà ha. Các bạn thấy không, lúc mà xuống xe bác tài còn nhắc bọn phở là lấy chai nước chưa, rồi đưa thân lạnh rồi nữa. Ôi, rất là chu đáo luôn. 10 điểm cho nhà xe và cái dạng như là giường phòng ở Thanh Ly này.
cái xe mà bỏ phở đi này là cái xe cao cấp nhất ở Cao Bằng luôn á. Và xe này không phải là xe đóng lại nha, người ta mua nguyên một khối cho nên xe chạy êm, chúng ta mới có một cái giấc ngủ rất là ngon như thế này. Tại vì chiếc xe này cái giá của nó mới gấp 4 lần so với là những chiếc xe mà đóng lại. Thôi, bây giờ bọn phải làm việc đây. Cả nhà ơi, bây giờ là 6:20. Bà bón phở sợ quên cho nên bà bón phở để sẵn báo thức 6:20 luôn. Bây giờ thì bà bón phở sẽ check in và lên máy bay về Sài Gòn nấu phở. Ngày mai bà bón phở sẽ có phối hợp với lại hoa hậu Miss Charm Luma, cô nàng hoa hậu cùng chuyến đi khám phá hang động với bà bón phở đó cả nhà. Chúng tôi sẽ nấu phở, 200 phần phở và 200 phần cơm tấm, nấu tại trường dạy nấu ăn Sika. Bây giờ thì bà bón phở xin tạm dừng video này ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.